Cô là một người con gái tốt, nên đáng được hưởng hạnh phúc. Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp lén, thích hợp để bên nhau trọn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.